Rồi à, mình quay lại. Đây, mình sẽ có là tĩnh mạch cảnh trung ha, tĩnh mạch cảnh trung trái và tĩnh mạch dưới đòn trái. Tĩnh mạch cảnh trung trái thì nó sẽ lấy máu từ đầu mặt cổ của mình đem về. Tĩnh mạch dưới đòn trái thì nó sẽ lấy máu từ cái chi trên của cái bên trái á, chi trên của bên trái tức là cái tay mình đó ha. À, từ cái tay mình đem cái máu đó về ha. Bên tương tự về bên phải thì là cái tĩnh mạch cảnh trung bên phải thì nó cũng lấy máu từ đầu mặt cổ đem về. Tĩnh mạch dưới đòn bên phải thì nó cũng lấy máu từ cái chi trên ở bên tay phải đem về ha. Rồi, hai thằng này nó sẽ hợp lại. Hai thằng này nó sẽ hợp lại tạo thành thân tĩnh mạch cánh tay đầu trái và thân tĩnh mạch cánh tay đầu phải, cuối cùng nó hợp lại thành tĩnh mạch chủ trên. Tĩnh mạch chủ trên của mình nó sẽ đổ vào đâu ạ? À? Đổ vào tâm gì? Tâm gì của trái tim ạ? À? Nhớ không? Anh chị còn nhớ không ạ? À? Tâm nhĩ phải, Tâm nhĩ phải, Rồi, tâm chính xác, tâm nhĩ nhĩ phải ha. tâm Đây, đó là những cái máu tâm nghèo oxy ha, tâm nó nhĩ sẽ đổ phải vào cái tâm nhĩ phải. Nó sẽ đổ vào tâm nhĩ phải xuống thất phải bơm lên trên động mạch phổi. Động mạch phổi nó chia ra làm hai nhánh. Động mạch phổi trái và động mạch phổi phải, đúng chưa? Động mạch phổi trái và động mạch phổi phải. Đây. Đây là gì? Đây là cấu trúc gì anh chị? Đây là cấu trúc gì? tâm phổi van. À, bây giờ nè, đúng là cái phổi rồi đó, đúng là cái đó, nó là một cái mạch máu gì đó của cái phổi. Mà anh chị nhớ á, là cái phổi thì nó ngược lại hay là nó giống như là cái hệ thống của mình, màu xanh này nè, nó là gì? Màu xanh là động mạch hay tĩnh mạch? Động động mạch, mạch chủ, động mạch động phổi, mạch, đúng rồi, động mạch. động mạch ha. Anh chị nhớ không, máu 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 mình máu đang là máu nghèo oxy nè, máu nghèo oxy từ nhĩ phải nó bơm xuống thất phải bơm lên trên động mạch phổi. Đây đây là cái động mạch phổi của mình nè, thì nó vẫn là máu nghèo oxy, cho nên người ta ký hiệu nó là màu xanh nè, anh chị thấy chưa ha, máu nào ký hiệu nó là màu xanh nè. Rồi, nó sẽ bơm cái máu nghèo oxy, cái máu thiếu nghèo oxy đó đi vào phổi nè, đi vào phổi của mình. Tại phổi này của mình nó sẽ có những cái cấu trúc để mà nó thực hiện chức năng gọi là chức năng trao đổi khí, tức là nó sẽ lấy thêm oxy đi vào trong máu của chúng ta và thải bớt CO2 ra ngoài ha, thải bớt CO2 ra ngoài, và máu của mình chuyển từ máu nghèo oxy trở thành máu giàu oxy. Và những cái máu đó nó sẽ đổ về tim theo những cái cấu trúc này nè, những cái màu đỏ này là cái gì? Tĩnh mạch phổi. Rồi, chính xác, những tĩnh mạch phổi ha. Và những cái tĩnh mạch phổi này có tên là, đây bây giờ em đi chỉ nè, tĩnh mạch phổi gì? Tĩnh mạch phổi trên trái, Trên trái tĩnh mạch phổi, dưới trái, dưới trái, dưới rồi tĩnh mạch phổi dưới phải, dưới phải tĩnh mạch phổi, trên bên phải, trên phải, rồi trên phải, ok, trên phải dưới phải. Rồi, bốn cái tĩnh mạch phổi này nó sẽ cấm, nó đổ vào cái tâm gì của trái tim? tâm nhĩ phải, tâm nhĩ phải, tâm nhĩ gì? tâm nhĩ trái, tâm nhĩ trái, Tâm nhĩ trái, đúng rồi. Máu giàu oxy nó sẽ đổ vào tâm nhĩ trái, nhĩ trái bơm xuống thắt trái bơm lên, thắt trái bơm lên động đâu? mạch chủ, Động mạch chủ, đúng chưa? Rồi, động mạch chủ ở đây ngoài nó vẽ thiếu cái động mạch chủ lên này ha. Đây, nó động mạch chủ lên nó sẽ nói như vậy nè. Ở đây nó chỉ vẽ được cái cung động mạch chủ thôi ha, nó cắt trái tim sẵn tiện nó cắt cái động mạch chủ lên luôn rồi ha. Đó, động mạch chủ lên là nó sẽ ăn gì nè, là nó nói với cái cung động mạch chủ ha. Thì đây là cái cung động mạch chủ ha, đây là cái cung động mạch chủ. Ở cái cung động mạch chủ này nó sẽ có ba nhánh đi ra, đúng chưa? Ba nhánh đi ra, một cái nhánh bự hơn tất cả đi về phía bên tay phải là gọi là gì, nhánh này gọi là gì, ăn gì? thân động mạch cánh tay thân động mạch cánh tay đầu Có gì không, trái phải không? không 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 có trái có mạch phải. cánh, Tại vì sao? tại vì chỉ có mình đó. Chỉ có mình nó thôi. Tĩnh mạch, anh chị nhớ giùm em ha, tĩnh mạch á thì mình có thân tĩnh mạch cánh tay đầu trái và thân tĩnh mạch cánh tay đầu phải. Còn động mạch á thì chỉ có duy nhất một cái thân động mạch cánh tay đầu, và cái thân động mạch cánh tay đầu đó đi về bên phải, cho nên mình không có gọi nó là trái phải gì cả ha. Rồi, vậy là cái này là thân tĩnh mạch cánh tay đầu ha, thân thân động mạch cánh tay đầu, thân động mạch cánh tay đầu, được chưa? Thân động mạch cánh tay đầu. Rồi, rồi sẽ có hai cái nhánh nhỏ hơn nó đi về phía bên trái nè ha, một cái nhánh nó sẽ đi về phía bên cái tay để cung cấp máu cho cái tay bên trái, thì mình gọi nó là động mạch gì? Động mạch dưới đòn trái. Động mạch dưới đòn trái, chính xác ha. Anh chị phải phân biệt giùm em trái phải nha, phải đầy đủ trái phải thì mới có đầy đủ điểm nha. Còn này là gì, động mạch gì? Động mạch cảnh trung hay cảnh trong hay là cảnh gì? Động mạch cảnh trung. Động mạch cảnh trung, chính xác ha anh chị, động mạch cảnh trung ha. Rồi, bên này thì nó có sự khác biệt sao? Thì đây là bên này nè,
là ban đầu thì nó xuất phát từ một cái thân chung gọi là thân động mạch cánh tay đầu, sau khi đi lên khoảng 3 cm thì nó sẽ bắt đầu chia cái làm hai nhánh, thân động mạch cánh tay đầu. Ở thân cái gì, cái này là gì, động mạch cánh chung, gì chung phải, động mạch cánh chung phải và động mạch dưới đòn phải. Rồi động mạch dưới đòn phải ha. Rồi những cái thánh, những cái nhánh động mạch này ha, những cái nhánh động mạch này nó sẽ cung cấp máu đầy đủ cho cơ ngực, đầu, mặt, cổ của mình vân vân ha. Rồi anh chị thấy không, rồi vậy là cái nhánh này bắt đầu gọi là gì, anh chị thấy cái động mạch không, qua cái cung động mạch chủ rồi nè, xuống đây gọi là gì nè, tới đây gọi là gì, đây anh chị thấy cái đường đi nữa không, nó đi xuống bụng nè, thì cái đoạn này vẫn là một cái động mạch chủ đúng không, một cái động mạch chủ, nhưng mà nó sẽ đổi tên, nó đổi tên thành gì, động mạch chủ bụng, động mạch chủ bụng chưa dừng nào mới gọi là động mạch chủ bụng, khi mà nó đi qua cái cơ hoành, anh chị nhớ cái cơ hoành của mình không, cái cơ hô hấp chính của mình nè, à đây là cái cơ để nó phân chia ra làm khoang ngực và khoang bụng đúng chưa, thì cái động mạch ở trên này, động mạch chủ dưới, động mạch chủ dưới, động mạch chủ dưới à, không có động mạch phổi không mày, động mạch chủ ngực được chưa, động mạch chủ ngực ha. Rồi vậy anh chị tổng hợp lại giùm em ha, nhớ giùm em, từ thắt phải nó sẽ có một cái động mạch chủ nó đi ra, thì cái động mạch chủ nó đi lên thì mình gọi nó là động mạch chủ lên, động mạch chủ lên, còn đây là cung động mạch chủ, rồi đây là động mạch chủ ngực, động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng, chủ ngực, chủ ngực. Rồi sau khi mà nó đi qua cơ hoành này ha, thì ở dưới này thì mai mốt mình học tới cái bài tiêu hóa đó anh chị, thì mình sẽ mới tới cái động mạch chủ bụng nha, động mạch chủ bụng nó nhiều nhánh dữ lắm, mình học là sản luôn đó ha, ở trên này thì nó ít nè. Rồi vậy mới hỏi lại bây giờ cái động mạch mà nó nuôi trái tim mình thì mình kêu nó là động mạch gì, động mạch vành, động mạch vành, động mạch vành xuất phát từ cái đoạn nào của cái động mạch chủ, đoạn nào của động mạch chủ, từ cung động mạch chủ, từ cung động mạch chủ hả, ai có ý kiến khác không, từ động mạch chủ lên, chính xác, từ động mạch chủ lên ha, từ động mạch chủ lên nó đã xuất phát ra làm hai nhánh động mạch vành để đi nuôi trái tim, mà là sau khi mà nó vừa đi qua cái van động mạch chủ thì sẽ có hai cái nhánh động mạch vành nó xuất phát đi ra động mạch vành phải và động mạch vành trái để mà nó nuôi trái tim ha. Rồi giờ anh chị còn nhớ lại, anh chị còn nhớ những cái nhánh của cái động mạch vành phải vành trái rồi không, động mạch vành trái bao gồm mấy nhánh nhớ không, mình còn mong bài lại ha, ba nhánh. Rồi nhánh gì, nhánh nhĩ trái hả, nhánh nhĩ trái, nhánh động mạch vành phải, động mạch vành phải và động mạch vành trái là hai cái nhánh chính đúng chưa, động mạch vành trái thì nó sẽ chia ra làm gì, nhánh mũ của động mạch vành trái, à nhánh mũ đúng rồi, nhánh mũ, rồi nhánh mép trái của động mạch vành trái, nhánh mép trái, rồi nhánh gian thất trước của động mạch vành trái, thất trước ha, nhánh gian thất trước, cái chỗ này anh chị có nhiều chỗ nó ghi nhức đầu lắm nha, có nhiều chỗ nó ghi là nhánh liên thất trước, nhánh gian thất trước ha, thì thôi bây giờ anh chị muốn ghi chữ nào anh chị ghi ha, à, theo sách nào cũng được trơn á, thì mình hiểu nhau với nhau vậy là được ha, mình hiểu nhau vậy là được, ghi da chữ nhánh gian thất hay là nhánh liên thất thì cũng được, ghi gì ghi ha, cái nào cũng chờ đầy đủ điểm hết được chưa. Rồi bây giờ động mạch vành phải lại có mấy nhánh, có hai nhánh là gì ạ, nhánh gian thất sau của động mạch vành phải, chính xác, rồi nhánh bờ phải của động mạch vành phải rồi gì, ok ha, rồi ok, thì trên này mình thấy được nữa nè anh chị, mình thấy được ha, đây là cái tiếng giáp của mình nè ha, rồi đây đây là cái tiếng giáp của mình nè, đây là cái tiếng giáp của mình nè ha, tiếng giáp ha, anh chị thấy không, cái tiếng giáp ha, nó có hai thùy ha, nó có hai thùy, thùy trái và thùy phải và một cái eo giáp ở giữa ha, đây là một cái tiếng nội tiết cực kỳ quan trọng ha, à, những cái bệnh thường gặp như giờ cường giáp, như cái suy giáp ha, rồi nhân giáp vào đó lại ở đây nè, rồi đây là cái sụn, những cái sụn ha, đây gọi là sụn giáp nè, đây gọi là sụn nhẵn nè ha, đây sụn nhẵn, rồi những cái màu trắng trắng như này nè, thì một hồi mình đi đến cái cây khí quản á, mình sẽ học sao ha anh chị. Rồi vậy tóm lại anh chị cần nhớ giùm em ha, tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên được cấu tạo từ cái gì, tĩnh mạch chủ dưới được
tĩnh mạch chủ dưới được cấu tạo từ cái gì? Tĩnh mạch chủ trên anh chị nhớ ha, từ thăng đặt tĩnh mạch cánh tay đầu trái và thăng tĩnh mạch cánh tay đầu phải. Những cái thăng tĩnh mạch cánh tay đầu này nó được cấu tạo từ tĩnh mạch cảnh chung, tĩnh mạch cảnh trong, đúng chưa? Tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn ha, anh chị nhớ giùm em trái phải giùm em luôn ha. Rồi sau khi những cái máu nghèo oxy nó đổ về tim, đổ vào nhĩ trái, đổ vào nhĩ phải xuống thắt phải bơm lên trên động mạch phổi, được chưa? Tại động mạch phổi nó sẽ bơm máu qua phổi để mà thực hiện quá trình trao đổi oxy. Oxy sẽ đi vào máu chúng ta, máu từ nghèo oxy thành giàu oxy ha, và nó sẽ đổ về tim theo bốn cái gì? Bốn này là bốn gì? Bốn tĩnh mạch hay động mạch? Bốn gì? Động mạch, tĩnh mạch. Bốn tĩnh mạch phổi ha, tĩnh mạch phổi, bốn cái tĩnh mạch phổi. Đúng chưa? Tĩnh mạch phổi trên trái, tĩnh mạch phổi dưới trái, tĩnh mạch phổi trên phải, tĩnh mạch phổi dưới phải. Rồi sau đó thì những cái tĩnh mạch phổi, những cái máu giàu oxy đó sẽ vào được nhĩ phải, nhĩ trái xuống thắt trái bơm lên động mạch chủ. Động đầu tiên của động mạch chủ là động mạch chủ. Động mạch chủ lên, cung động mạch chủ và động mạch chủ. Động mạch chủ ngực. Rồi động mạch chủ ngực. Rồi tại vị trí cái cung động mạch chủ này nó sẽ có ba nhánh lớn đi ra, đúng chưa? Một nhánh lớn hơn tất cả đi về phía bên tay phải nè, thì nó là cái gì? Thân thân động mạch cánh tay đầu. Thân động mạch cánh tay đầu, đúng rồi. Thân động mạch cánh tay đầu ha. Sau khi đi lên khoảng 3 cm thì nó sẽ chia ra làm hai nhánh. Nhánh đầu tiên đi lên nuôi động mạch cổ là động mạch cảnh trung phải. Động mạch cảnh trung phải và động mạch đây nè, động mạch màu đỏ này nè, động mạch gì? Cánh tay đầu phải. Động mạch dưới đòn. Động mạch dưới đòn phải. Động mạch dưới đòn phải, động mạch dưới đòn phải này dài ra thì nó sẽ nó có cái tay đây dài ra thì nó là động mạch cánh tay đó ha, đó là nguyên quỹ của cái động mạch cánh tay đó ha. Rồi bên này thì nó sẽ có xuất phát, hai cái nhánh của nó sẽ xuất phát trực tiếp từ cái cung động mạch chủ luôn, động mạch dưới đòn, động mạch dưới đòn trái và động mạch cảnh trung trái. Cảnh trung trái, rồi chính xác ha. Rồi tất cả những cái nhánh động mạch này sẽ bơm máu đi khắp cơ thể để mà nuôi cơ thể ha anh chị. Rồi mình qua tới cái phần mình đi tới cái bài của mình ha. Rồi ở đây anh chị nhớ nè, cái cây này gọi là cái cây khí phế quản, được chưa? Nguyên cái bộ phận này gọi là cái cây khí phế quản nè. Không khí không khí nó sẽ đi từ ngoài môi trường đi vào cái phổi chúng ta theo một cái con đường này ha, theo một cái con đường của cái cây khí phế quản, được chưa? Cái cây khí phế quản đầu tiên mình sẽ tiếp xúc đến ở trên này, em nhớ em nói anh chị là gì, cái này là sụn gì? Sụn giáp hay sụn nhẵn? Sụn giáp ha, sụn giáp. Còn đây là sụn nhẵn nè ha. Rồi xuống tới đây thì mình sẽ đi đến cái cây này gọi là cái cây khí quản, được chưa? Cây khí quản này nó được cấu tạo từ cái gì? Anh chị thấy nè, đó, đây là cái vòng sụn của nó nè ha. Thì cái cây khí phế quản này nó được cấu tạo nó một cái đoạn dài ha, từ 20 đến 25 cm. Rồi bao quanh nó là những cái vòng sụn, khoảng là 16 đến 20 cái vòng sụn. Những cái vòng sụn này anh chị nhớ là nó thực hiện chức năng gì không? Nó thực hiện chức năng gì không anh chị nhớ không? Để giữ cho cây khí quản nó căng phồng. Đúng rồi ha, những cái vòng sụn này anh chị thấy nè, những cái vòng sụn này nó không chỉ kết thúc ở cái cây khí phế quản mà anh chị thấy sau khi nó đi vào những cái cấu trúc xa hơn ha, đi vào những cái cấu trúc xa hơn thì nó vẫn còn ha. Tuy nó không nhiều bằng ở trên này nhưng mà nó vẫn còn có những cái cấu trúc sụn. Những cấu trúc sụn này nó sẽ giúp cho cái đường dẫn khí của mình đó anh chị ha, đường dẫn khí của mình nó không bị xẹp lại, làm cho không khí đó, nó có thể đi qua trong cái đường này một cách dễ dàng ha. Đó là cái ý nghĩa của các cái vòng sụn ha. Thì vòng sụn của mình, của cái cây khí quản thôi nha, mình tính ở cái cây khí quản thôi, thì cái vòng sụn của mình nó sẽ có từ là 16 đến 20 cái vòng sụn, được chưa? Và ở giữa những cái vòng sụn này gọi gì? Ở giữa những cái vòng sụn này là cái gì? Gọi là gì? Ở giữa cái màu vàng vàng á, cái màu vàng vàng nói giữa hai cái sụn là cái gì anh chị nhớ không? Biết không? Dây chằng á thầy. Đụng mày, dây chằng gì? Dây chằng vòng. Rồi dây chằng vòng đúng không? Cái này gọi là dây chằng vòng ha. Tài 16 đến 20 cái khí 12 16 đến 20 cái vòng sụn, và nói giữa những cái vòng sụn là những cái dây chằng vòng nè anh chị thấy không? Những cái dây chằng vòng nè. Rồi anh chị thấy có một cái lớp ở bên trong ha, có một cái lớp ở bên trong này. Cái lớp này gọi là lớp niêm mạc. Cái lớp niêm mạc
cái lớp niêm mạc của khí quản. Thì cái lớp niêm mạc này anh chị thì nó có hai cái. Thứ nhất á, là nó có cái lông chuyển, nó có những cái lông chuyển nhỏ nhỏ gì nè, nó có những cái lông chuyển gì nè, nó có những cái lông chuyển, những cái tế bào của nó đó. Ở trên cái lớp niêm mạc của khí quản có rất là nhiều tế bào, những cái tế bào của nó là những cái tế bào trụ, những cái tế bào trụ này nó có những cái lông chuyển. Đây đem vẽ cho. Đây. Rồi. Cái này mà em vẽ phóng to lên, một cái lớp niêm mạc của khí quản nó có cái gì? Được chưa? Ở cái lớp niêm mạc của khí quản đó anh chị, nó có những cái tế bào nè, anh chị thấy những cái hình dạng của nó không? Nó như là cái hình trụ gì đó, thì người ta gọi những cái tế bào này gọi là những cái tế bào trụ ha. Những cái tế bào trụ, những cái tế bào trụ này nó có những cái lông, nó có những cái lông. Vậy nó có những cái lông và những cái thằng này nè, nó có khả năng là nó bài tiết chất nhầy, được chưa? Thì khi mà những cái khói bụi rồi đó nó lọt vô cái niêm mạc khí quản của mình, nó lọt được vô cái niêm mạc khí quản của mình ha. Thì những cái tế bào trụ này đầu tiên thì nó sẽ tiết chất nhầy nè, nó tiết chất nhầy, nó dính những cái con vi trùng, dính những con virus, dính những cái khói, những cái bụi đó ha, dính những cái khói, những cái bụi đó và những cái lông chuyển của mình nè, anh chị thấy không, những cái lông chuyển nó sẽ vận chuyển ngược những cái dị vật đối với cái đường thở của chúng ta đi ngược lên trên, được chưa, đi ngược lên trên này rồi, và đến cái nơi mà nó có thể ho được thì mình sẽ ho những cái dị vật đó ra ngoài. Đó là một trong các cơ chế mà bảo vệ cái đường thở của chúng ta. Ngoài ra ha, ngoài ra cái đường thở của chúng ta nó còn giúp là làm ấm và làm ẩm cái không khí của mình ha anh chị. Rồi vậy về cái mặt giải phẫu bữa nay mình biết thì anh chị chỉ cần thôi những cái cấu trúc nhỏ nhỏ thì thôi khỏi đi ha, khỏi cần nhớ cũng được. Anh chị cần chỉ, khi mà em chỉ vô đây nè, khi mà em chỉ vô thì anh chị nói giùm em cái cây này là khí quản được rồi, khỏi cần quan tâm gì nữa ha, khí quản là được rồi. Rồi khí quản là một cái ống lớn nhất của cái đường dẫn khí của mình. Rồi sau khi đi qua khí quản tới cái chỗ này nha, chỗ này lại là gọi là chỗ chia đôi khí quản, được chưa? Chỗ này là gọi là chỗ chia đôi khí quản nha, chỗ chia đôi khí quản hay còn gọi là catena, được chưa? Catena, được chưa? Chỗ chia đôi khí quản hay còn gọi là catena. Thôi mày viết tiếng Việt đi nha, đừng có viết tiếng Anh, viết tiếng Anh sai chính tả nữa mất công nữa ha. Rồi anh chị thấy không, sau khi khí quản của mình chia đôi, được chưa? Sau khi khí quản của mình chia đôi, sau khi khí quản chia đôi của mình chia đôi, nó sẽ chia ra làm hai nhánh. Hai nhánh này mình gọi là gì anh chị? Phế quản. Phế quản, được chưa? Phế quản gì? Phế quản, nhưng mà phế quản gì? Bên trái phải. Thiếu chữ. Phế quản gì? Phải chạy cái bài dưới. Phế quản thùy. Phế quản thùy chưa tới phế quản thùy. Phế quản chính phải, phế quản chính trái. Rồi, chính xác. Đúng rồi, phế quản chính phải và phế quản chính trái ha. Phế quản đây là phế quản chính trái nè, đây là phế quản chính phải nè. Thì một hồi á, thì tiếp theo nữa, sau khi những cái phế quản chính phải và những phế quản chính trái này, nó sẽ tiếp tục chia ra làm những cái nhánh, được chưa? Tại vì cái phổi phải của mình nó sẽ có ba thùy, cho nên mình có là ba cái phế quản thùy, được chưa? Phế quản thùy trên, phế quản thùy giữa và phế quản thùy dưới. Bên cái phổi trái của mình á thì nó chỉ có hai thùy thôi, cho nên mình có hai cái phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới. Cụ thể sao thì một hồi mình học sao ha, chỉ cần nhớ giùm em bên này có ba nhánh, bên phải có ba nhánh, bên trái có hai nhánh, như vậy là được rồi ha. Rồi một hồi mình sẽ học lại cái chỗ này. Rồi anh chị thấy, anh chị nhận xét giùm em coi, cái phế quản bên cái phế quản bên phải nè với cái phế quản bên trái nè, anh chị thấy nó làm sao? Cái phế quản nào nó bự hơn, cái phế quản nào nó dài hơn? Phế quản bên phải to hơn. Đúng rồi, là cái phế quản này đó phải không? Cái phế quản này nè ha. Anh chị thấy không? Anh chị nhận xét, anh chị thấy cái phế quản bên phải á, anh chị thấy nào, nó bự hơn nè, nó to hơn nè ha, so với là cái phế quản bên trái. Cái phế quản chính phải á, nó to, nó bự hơn phế quản chính trái. Và nó ngắn hơn nữa, nó ngắn hơn nữa. Vậy khi mà một cái dị vật, một cái đứa trẻ mà nó nuốt một cái dị vật mà nó lỡ lọt vô cái đường thở của mình á anh chị, nó lỡ lọt vô đường thở của mình thì anh chị nghĩ coi là nó sẽ lọt vô cái phế quản chính phải hay là cái phế quản chính trái? Rồi chính xác ha. Cho nên khi mà một cái dị vật nó lọt vô, mình biết cái dị vật đó thì mình nên tìm, mình thực hiện một cái thao tác gọi là nội soi phế quản để mà gắt cái dị vật ra, đúng không? Thì đầu tiên người ta sẽ kiểm tra ở bên phải ha, tại vì cái tỷ lệ một cái phần lớn,
những cái dị vật khi mà nó lọt vô cái đường thở của mình nè. Vì cái bên này á nó bự và nó ngắn nữa, cho nên nó sẽ lọt qua bên này nè. Cho nên kiểm tra là kiểm tra bên này trước nè, còn bên này kiểm tra bên này sau nè ha. Kiểm tra bên này sau, những cái dị vật như là ăn hộp đậu phộng, vừa ăn vừa nói chuyện rồi đó ha. Rồi nuốt vô thì người ta phải thực hiện một cái thao tác gọi là nội soi phế quản để mà gấp cái dị vật đó ra ha. À, tương tự như vậy là cái, ở cái chỗ thực quản của mình á, mai mốt mình học cái thực quản á, cái thực quản là nó nằm ở phía sau ha, nó nằm ở phía sau của cái khí quản của mình, thì thức ăn mình ăn vào là nó đi vô cái thực quản ngay chứ không phải đi vô cái khí quản ha. À, thì em có thầy gấp đi có đi trực cấp cứu nhiều đó anh chị ha, thì anh chị biết mà những cái thằng ở những cái trại mà cai nghiện á, anh chị nha, anh chị biết nó trốn chạy bằng cách nào không, anh chị biết nó trốn chạy bằng cách nào không? Dạ không. Là nó sẽ làm gì nè anh chị? À, anh chị biết cái lưới B40 mà đúng không, biết cái lưới B40 đúng không, là lưới sắt á, cái lưới sắt B40 á. À, cái lưới sắt B40 á anh chị. À, thì biết, mấy thằng cai nghiện á, cái này là em gặp mấy vụ rồi nghe, chứ không phải là vụ nghe, thì gặp mấy vụ rồi nè. Đó thì nó sẽ làm gì nè anh chị, nó lấy cái kềm ha, ở trong trại của nó nha. Ở trong trại thì anh chị biết nhốt những cái thằng cai nghiện thì sao, rất là nhiều cái lưới B40 này đúng không, cho nên không có khó tìm ha. Rồi nó sẽ lấy cái, nó sẽ cái kềm nó cắt một cái đoạn, một cái đoạn của cái lưới B40 này ha, nó cắt một cái đoạn lưới B40 này để ra được một cái hình giống như là cái hình này nè anh chị thấy không, đó một cái hình chữ thập này nè. Rồi nó sẽ bắt đầu nó nuốt vô, nó nuốt vô, nó nuốt vô, thì tất nhiên khi mà thức ăn mình thức ăn đôi một cái gì vặt đồ mình nuốt vô, mình chủ động mình nuốt vô á, mình chủ động mình nuốt vô á, thì nó sẽ vô đâu, là tỷ lệ nó vô thực quản hay khí quản cao? Thực quản. Vô thực quản nha anh chị, vô thực quản nha, tỷ lệ là vô thực quản nha. À thì em gặp cái này là em gặp mấy vụ rồi nha, không biết giống như là nó phong trào hay sao á, nó phong trào nó trốn chạy bằng cách này nè. À nó lấy, nó lấy một cái chữ thập của cái lưới B40 á, nó nuốt vô này nè. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? À sao vậy, vậy sẽ ra vậy, cái thực quản ấy, vậy cái gì vật này nè, nó nhọn mà đúng không, nó nhọn nó chui vô cái thực quản ha. Rồi bắt đầu vậy cái gì vật này nó bắt đầu đâm vô, đâm vô. Rồi những thằng này nó sẽ bắt đầu có triệu chứng gì? Sốt hả? Nó đều chảy máu, ho ra máu, đau chảy máu, ho ra máu rồi thầy. Đúng rồi nó đâm vô những cái thực quản, ở thực quản mình á anh chị, nó có rất là nhiều cái những cái tĩnh mạch ở chỗ đó ha, có rất là nhiều tĩnh mạch trong đó. Rồi khi mà nó đâm vô thì sao, nó chảy máu ra, rồi nó ói ra máu đã luôn, ha. Rồi thì sao, những cái giáo vụ đồ đó là phải đem nó vô bệnh viện. Rồi từ cái bệnh viện đó thì nó bắt đầu nó trốn, đó nó trốn kiểu đó đó ha. Rồi nhưng mà nếu mà lỡ xui á anh chị, nhiều khi mà nuốt mà không để ý ha, nó lọt vô khí quản này là mệt nha, nó nuốt vô khí quản này là vô là siêu hấp là đuối luôn ấy nha, ha chết luôn ấy nha. Đó cái này là em gặp nhiều ha anh chị, gặp nhiều ha. Rồi cái mình nội soi thực quản để mình lấy cái gì vặt của nó ra ha anh chị. Đó. Rồi về cái hình này anh chị nhớ giùm em ha, cái hình này anh chị nhớ giùm em vài chi tiết thôi. À đầu tiên là cái khí quản nè, đây là cái khí quản nè, đây là cái cây khí quản nè. À đây là cây khí khí quản. Rồi tại chỗ này là cái chỗ chia đôi khí khí quản, hay còn gọi là catena. Rồi catena, tại catena nó sẽ chia ra làm hai nhánh, nhánh này là gọi là gì, nhánh này gọi là gì, phế quản chính phải, phế quản, phế quản chính phải, chính trái, chính trái, phế quản chính, chính phải. Rồi phế quản chính trái với phế quản chính phải ha anh chị, phế quản chính trái với phế quản chính phải. Rồi phế quản chính trái nó chia ra làm mấy nhánh, hai nhánh là phế quản thị trên và thì dưới chính xác. Phế quản chính phải nó sẽ chia ra làm ba nhánh, phế quản trên, phế quản thì giữa và phế quản thì dưới. Rồi anh chị nhớ giùm em ha, anh chị nhớ giùm em những cấu trúc gì thôi, mình đơn giản thì mình thi ha anh chị. Rồi anh chị dễ thi cho anh chị dễ ha, để vô cái kia em không có kiểm soát được nha, cái kia là đề bộ đề nó nhiều lắm đó, em không có kiểm soát được, anh chị gắng lấy hết điểm giùm em nha. Vô kia bên kia thi chung phòng đào tạo em không có kiểm soát được. Rồi nhiều hả, sợ nhớ không nổi. thi mình thi cái giải phẫu á, mình thi cái giải phẫu thì thi vậy thôi, đơn giản rồi ha.
thì chắc nghe em chỉ vô nói nó cái nói là cái gì được rồi. Học qua mỗi ngày thì nhớ mà sợ dồn lại cái nắng lộn xong vèo hết đó thầy. Khó đó thầy. Cái này bao nhiêu câu thầy? Cái tim khó quá thầy ơi. Thì cái này 50 câu 60 phút ha, 50 câu 60 phút. 50 câu 60 phút cái bài thi gọi là bài thi thực hành ha, là anh chị sẽ thi trực tiếp với em, thi trực tiếp với em là thi với em ha. Rồi là 50 câu thì mở cái hình này nè, nó sẽ có khoảng là 5 câu ha, có khoảng là 5 câu. Đó, có khoảng là 5 câu vậy đó. Rồi. À có khoảng là 5 câu, coi 10 hình thầy ha. Hả? Thầy ơi, thầy có thể nói lại xem cái phần ghi nhớ mà thầy vừa nói về bên ký khoản không ạ? Em bây giờ nghe không có được cái thầy, tại vì máy mạng yếu quá nghe không được ấy. Thầy nói lại cho em ghi lại vậy ạ. Trong cái mình có gửi cái sơ đồ tư duy, hình như mình có gửi cái sơ đồ tư duy đó phải không ta? Mình có gửi cái sơ đồ tư duy đó. Và trong đó là có thầy ơi, thầy ha. Có hẹn gửi nhưng thầy chưa gửi thầy ơi. Gì? Dạ, thầy đã có rồi nhưng mà chưa gửi ạ. Có rồi á chị, ở trong nhóm. Nhưng mà có tiếng Anh không thầy ơi, cái sơ đồ của thầy tiếng Anh không thầy? Hả? Tiếng Việt không mà. Tại vì có tiếng Anh là có mà. Đang coi cái bài hô hấp mà cái cây của bạn nó là tiếng Anh không thầy? Mẹ. Có bài hô hấp có cái đó này. Có tiếng Anh. Có mỗi người là mỗi một môn có một nhóm thầy riêng. Thầy ơi. Hả? Thầy cái phần mà cái phần thực hành này á, ví dụ giống như thầy có, ví dụ thầy có cho cái hình ảnh này cho tụi em rồi, ví dụ thầy ghi ở trên đó là gì để tụi em nhớ được không thầy? Cái này thì mọi người phải ghi chứ, cái này trời ơi, cái này còn lấy cuốn sách letter ra, lấy cuốn sách letter ra chú thích vô, trời ơi có gì đâu mà khó. Thi cái này là đáng lý ra, anh chị biết thi là thi cái gì không? Thi cái này á là mình có cái mô hình thi chạy chạm. Là em cho tụi nhỏ thi mà nó bao năm mấy đứa mà gớt hết bốn mấy đứa đó. Còn anh chị ha, học online ha, là cho học hình nào là cho hình đó, cho y chang như vậy luôn, mà thậm chí còn cho câu trắc nghiệm luôn nè. Những cái hình này á, anh chị đừng có nghĩ là không có. Trời ơi, trong cuốn sách Netter á nó có hết trơn hả ha. Trong Atlas có. Trong Atlas có hết trơn hả ha. Thầy ơi cho thi dễ dễ thì tụi em làm việc cực quá là gì thân. Trời ơi, thì em biết anh chị mình đi làm không mà em đâu có làm khó anh chị làm gì ha, anh chị yên tâm ha, em không có làm khó anh chị đâu, đừng có lo. Thầy ơi, hôm trước thầy có hỏi cây phế quản của người bình thường có bao nhiêu thế hệ, cây đấy thầy dạy. Mấy thế hệ cái bài đó trong bài lý thuyết, bao nhiêu thế hệ? 22 đến 23 thế hệ. Chính xác, 22 đến 23 thế hệ ha, thì khoảng là 18 đến 20 thế hệ đầu á, thế hệ là sao anh chị? Là tức là gì nè, đây là cái thế hệ đầu tiên nè, được chưa? Đây là thế hệ đầu tiên nè. Rồi nó bắt đầu chia nhánh ra thì nó bắt đầu gọi là thế hệ thứ hai. Nó chia nhánh ra nhỏ nữa thì nó là thế hệ thứ ba. Và tiếp tục vậy, nó chia nhánh, càng ngày nó sẽ càng nhỏ. Đúng chưa? Nó chia nhánh đến 22 đến 23 thế hệ như vậy. Nha. Để mà tạo thành một cái phổi bự cho bá lưỡi như này nè. Để giáp hết nguyên một cái phổi bự như vậy thôi ha. Đó là ý nghĩa của 22, 23 thế hệ đó. Và anh chị nhớ giùm em ha, là anh chị nhớ giùm em là nó chỉ 18 đến 20 thế hệ đầu á, nó chỉ có một cái chức năng duy nhất là chức năng dẫn khí thôi ha. Còn những cái thế hệ cuối cùng ha, những cái thế hệ mà cái cây khí phế quản cuối cùng đó, tặng cùng của mình là gì? Tặng cùng của cái cây phế quản là gì? Phế nang, được chưa? Là những cái thế hệ cuối cùng của mình á, ngoài cái chức năng dẫn khí ra thì nó còn có một cái chức năng gọi là chức năng trao đổi khí ha. Cái việc mà trao đổi khí tức là oxy á, oxy nó từ máu nó đi vô phế nang và từ phế nang nó đi vào máu rồi đó, những chất khí đó ha, nó thực hiện ở những cái phế quản tận cùng, được chưa? Những cái phế quản tận cùng, những cái phế nang đây là ở đây anh chị thấy không đây là nguyên một cái phế nang nè, đây là nguyên một cái phế nang nè, anh chị nhìn thấy được cái hình mình không? Đó, đây là một cái phế nang nè, anh chị thấy ha, màu những cái phế nang của mình nó giống như là những cái này mình kêu nó như là bông hoa hay tao sao ta? Để dâu tây. Steel tây. Nè, những cái màu vàng vàng này nè, anh chị thấy nha, không có màu đỏ màu xanh nha, màu vàng vàng này nè, đây, anh chị thấy không? Những cái màu vàng vàng này nè là tặng cùng của cây khí quản của mình, nó là gì? Nó là các phế nang, được chưa? Nang là gì? Nang là những cái túi. Nhìn nó như là những cái túi nè, anh chị thấy không? Nhìn nó như là những cái túi nè. Thì tại đây nó sẽ thực hiện cái chức năng trao đổi khí. Tại đây thì nó sẽ thực hiện chức năng trao đổi khí.
Rồi, để em chờ em xíu, để em giả ha. Rồi, sao sao bắt đi. Rồi, chờ em xíu. Thì gấm không? Đại khái cũng được tè ơi. Em vẽ bằng chuột cái bởi vậy nó hơi khó. Rồi. Được chưa? Đây là cái phế nang nè, là này nè. À. Là cái trái bằng vàng đó thầy. Đúng rồi, là trái vàng vàng nè, là cái phế nang nè. Rồi, anh chị, còn đây là cái gì anh chị biết không? Đây là cái gì mà cái hai cái đường gạch này là cái gì anh chị biết không? Mạch nó máu. Là cái mạch máu ha, đó là cái mạch máu. Đây, cái mạch máu của mình đây, anh chị thấy cái mạch máu ha. Cái mạch máu thì mình nói nãy giờ sao, thì tại cái phế nang này nó sẽ thực hiện một cái chức năng gọi là chức năng trao đổi khí, đúng không anh chị? Thì thực hiện một cái chức năng trao đổi khí. Không khí của mình từ đâu ạ? Không khí của mình từ ngoài môi trường nè, anh thấy anh chị thấy một cái đường đi màu vàng nè, cái ống màu vàng nè, thấy chưa? Nó là cái đường dẫn khí của mình đó, là cái cây khí phế quản của mình đó, đi đến tận cùng rồi nè. Cái không khí nó sẽ từ ngoài môi trường, à từ ngoài môi trường. Mình sẽ hít cái khí đó vào. Hít cái khí đó vào đi tới tận cùng của cái khí phế quản, đó chính là các phế nang. Được chưa? Vậy không khí của mình nó đi từ ngoài, nó đi tới đây nè, là các phế nang. Thì không khí này nó là nghèo oxy hay giàu oxy anh chị? Giàu oxy. Giàu oxy và nghèo CO2, được chưa? Giàu oxy và nghèo CO2. Máu của mình đó anh chị, máu của mình. Rồi tiếp theo nữa là đây là cái mạch máu của mình nè. Cái mạch máu của mình. À, cái mạch máu của mình. Đây, cái màu xanh này là anh chị nghĩ nó là động mạch phổi hay là tĩnh mạch phổi? Nó là những cái nhánh của động mạch phổi hay là tĩnh mạch phổi? Động mạch phổi. Động mạch phổi nha anh chị ha. Đúng. Thì cái phổi của mình nó ngược lại với ngoài, màu xanh thì nó là màu đỏ, mà màu xanh thì nó là động mạch ha. Tại vì cái máu động mạch phổi á, là cái máu nghèo oxy. Thì cái máu nghèo oxy nó từ ngoại biên nó đi vào tim. Tim của mình dẫn những cái máu này đi những cái nhánh theo cái động mạch phổi, những cái đây là những cái nhánh nhỏ của động mạch phổi. Và những cái nhánh này anh chị thấy không, nó bao phủ lên trên, nó bao phủ lên trên các phế nang, nó thực nó trở thành một cái màng gọi là cái màng trao đổi khí. Được chưa? Đây anh chị thấy không, đây là một cái màng trao đổi khí, một cái màng trao đổi khí. À, nó bao gồm phế nang, lớp giữa phế nang và mạch máu. Thì cái oxy của mình á, oxy của mình bên này, bên cái phế nang á, thì nó nhiều oxy và nghèo CO2. Bên cái mạch máu của mình, tại vì cái máu này á, là máu đã sử dụng rồi, cho nên cái máu này nó sẽ nghèo oxy và giàu CO2, đúng chưa? Nghèo oxy và giàu CO2. Thì cái việc khuếch tán những chất khí này nó sẽ khuếch tán từ đâu? Từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, hay là từ nơi có áp suất thấp đến nơi có áp suất cao? Từ áp suất cao đến áp suất thấp. Từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Vì vậy nó sẽ khuếch tán từ nơi mà nó sẽ có nhiều oxy, nó sẽ khuếch tán vào nơi nghèo oxy, đúng chưa? Thì tại cái phế nang mình á, nó nhiều oxy, cho nên nó sẽ khuếch tán vào mạch máu của mình, nghèo oxy. Rồi sau vậy là máu của mình sau khi nó chạy qua cái đoạn này, thì máu của mình nó sẽ từ nghèo oxy trở nên giàu oxy. Và điều ngược lại, CO2 bên này thì sao? Nó rất là nhiều. Và nó sẽ khuếch tán vào đâu? Khuếch tán vào phế nang. Nó khuếch tán vào phế nang. Và CO2 sau khi nó được khuếch tán vào phế nang, rồi sau đó mình sẽ thực hiện một cái động tác gọi là thở ra. Thì không khí nó sẽ, thì CO2 nó sẽ theo cái đường dẫn khí của mình, nó đi ra đâu? Nó đi ra ngoài môi trường. Vậy thôi, nó đi ra ngoài môi trường. Và vậy là cái chức năng của cái phổi mình là nó sẽ lấy thêm oxy và thải bớt CO2 ra ngoài, là như vậy đó ha. Rồi vậy anh chị nhớ giùm em ha, những cái cấu trúc ha. Thì đây là cái phế nang của mình, đây là cái phế nang của mình. Phế nang, nang là như cái túi là như những cái bóng bóng này nè, những cái bóng bóng này nè là phế nang. Anh chị thấy không, máu của mình từ nghèo oxy, đây là máu của cái động mạch phổi, từ nghèo oxy sau khi nó đi, anh chị thấy nó đi qua những cái phế nang nè, anh chị thấy nó từ những cái màu xanh, thấy chưa, từ những cái màu xanh nó chuyển thành những cái màu đỏ. Rồi những cái máu mà nó đã trở nên giàu oxy rồi, nó sẽ trở về tim theo con đường,
nó sẽ gom lại nè, anh chị thấy nó gom lại không? Nó gom lại những cái mạch máu lớn hơn, mà những cái mạch máu lớn này mình gọi là tĩnh mạch phổi, đúng rồi. Những cái tĩnh mạch phổi, đây là cái tĩnh mạch phổi nè, đây cũng là tĩnh mạch phổi nè, và tĩnh mạch phổi này nó sẽ đổ về tim trái phải, trái đổ về tim trái, được chưa? Rồi anh chị hiểu được cái quá trình này không ta? Dạ hiểu rồi. À rồi bây giờ hỏi giờ tại sao mà người ta bị viêm phổi người ta lại khó thở? Thầy ơi, hả hả, sao ở trong phổi cái nghèo oxy với tĩnh mạch với động mạch nó lại ngược với ở trong tim thế hả thầy? Trao đổi mà. Nó là đâu em hấp biết chừng. Cái khi nào đại đi là động mạch. Là sao chị có thể đặt lại câu hỏi giùm em được không? Em chưa hiểu câu hỏi ạ. Tức là cái máu nghèo oxy á thì là nó từ tĩnh mạch nó vào này. Nó nghèo oxy này nhưng mà sao vào trong này nó lại thành máu nghèo oxy từ động mạch vào. Đây nè, đây nè, cái này là cái động mạch nha chị chứ không phải cái tĩnh mạch nha. Đó, sao không vào đây lại gọi là động mạch hả thầy? Vì nó nghèo oxy. Nghèo oxy thì gọi là tĩnh mạch đi cho nó giống, nó thống nhất với lại ngoài kia nhỉ? Cái nào nó cứ đẩy đi thì nó là động mạch, mà cái nào nó thu về thì nó là tĩnh mạch. Đúng rồi. Chị kia nói đúng rồi đó. Đúng rồi đó. À, người ta quy ước đặt vậy chứ không đặt sao đặt. Chết em luôn. Phẫu thuật cái động mạch, phải đâm cái tĩnh mạch đó. À, người ta thậm chí không cần trả lời gì, người tại người ta quy ước như vậy, cái giải phẫu người ta quy ước như vậy ha, không muốn hiểu vậy thì cũng đúng. À rồi bây giờ tiếp nè, bây giờ anh chị biết cái bệnh gọi là cái bệnh viêm phổi, cái bệnh viêm phổi, để em kiếm một cái hình nè. Bệnh viêm phổi đi, cái bệnh viêm phổi anh chị nghĩ tại sao viêm phổi đi, tại sao viêm phổi lại khó thở ta? Các cái phế nang nó sưng lên hả thầy? Những cái phế nang nó sưng lên. Ok rồi, hợp lý rồi. Có ai ý kiến không? Cái bị giảm các cái thể tích khi chứa khí xuống. Ok, hợp lý rồi. Rồi anh chị nào có ý kiến thêm nữa không? Nó không trao đổi được. Đúng rồi, nó không trao đổi được. Tại sao nó không trao đổi được anh chị? Vì nó bám vào hết các cái chỗ tích tán khí. Dạ, do cái thể tích giảm á, thể tích giảm chứa khí. Thể tích chứa khí bị giảm xuống nên là sẽ chứa được ít không khí. Chứa khí nó giảm, nó chứa được ít không khí. Rồi, đúng luôn, không có cái nào sai hết. Đúng luôn, không có cái nào sai hết. À, thì khi mà cái con vi khuẩn, đây nè, anh chị thấy không? Đây là một cái viêm phổi ha, đây là một cái viêm phổi. Viêm phổi là sao? Tức là có một cái con vi trùng, vi trùng mình hít thở lên chị, thì mình hít cái con vi trùng nó vô, nếu mà một cái cơ thể mình khỏe mạnh, mình trưởng thành khoảng hai ba chục tuổi gì đó, khỏe mạnh nha, thì những cái con vi trùng này, cái con mình có sức đề kháng mạnh, cái con vi trùng này không có làm được cái gì. Nhưng khi mà mình già yếu ha, khi mà mình già yếu hoặc là những cái đứa trẻ con á, nó còn quá nhỏ, thì cái hệ miễn dịch của nó chưa có đủ mạnh. Khi mà những con vi khuẩn nó vô cái phổi, nó đi, mình hít vô mà mình hít vô đúng không? Mình hít từ cái phổi mình hít vô. Ủa sao mà dễ không được. Rồi, hít vô. Mình hít từ cái phổi mình hít vô trong phổi mình, và những cái vi mình cái hệ miễn dịch của mình nó không có đủ mạnh, hệ miễn dịch của mình yếu á, thì sao? Những con vi trùng này nó có thể sinh sôi nảy nở và nó gây nên cái bệnh, thì cái bệnh đó gọi là cái bệnh viêm phổi. Cái bệnh viêm phổi, mà thường cái bệnh viêm phổi anh chị thì nó gây bệnh ở đâu? Ở cái nhu mô phổi hay là ở những cái phế nang này nè. Ở những cái phế nang của phổi chúng ta đó. Thì anh chị thấy ha, đây là những cái phế nang nè và đây là những con vi trùng, anh chị thấy không? Rồi khi những cái con vi trùng này nó vô cái phế nang của chúng ta thì nó làm cái gì? Nó làm tổn thương cái lớp phế nang của chúng ta. Thứ hai á là nó sẽ sinh mủ. Sinh mủ là sao? Khi mà có cái sự đánh nhau giữa cái hệ miễn dịch của mình, những cái con bạch cầu á nó đánh cái con vi trùng. Nó đánh những cái con vi trùng, thì lúc này nó sẽ sản sinh ra nhiều gì? Nhiều hóa chất trung gian. Những cái hóa chất trung gian đó làm gì? Nó làm tăng tính thấm thành mạch, nó làm giãn mạch của mình ra. Những cái dịch từ bên trong cái mạch máu của mình, nó sẽ những cái dịch từ bên trong của mình, từ bên trong cái mạch máu của mình nó sẽ chảy ra
cái khoảng kẽ, trải ra cái khoảng kẽ. Khoảng kẽ là cái khoảng trống ở giữa cái phế nang và cái mạch máu, thì mình gọi nó là khoảng kẽ, khoảng kẽ, khoảng kẽ đi ha. Rồi, và những cái dịch đó nó có thể thấm vô trong này luôn, nó có thể thấm vô những cái phế nang này luôn, nó có thể thấm vô những cái phế nang này luôn. Thì anh chị nghĩ coi, bây giờ nếu mà bình thường á, cái việc trao đổi khí bình thường của mình á, thì cái màng trao đổi khí của mình á nó mỏng, thì cái không khí á, nó mới thuận lợi, nó đi ra đi vô được. Nhưng khi mà người ta bị viêm phổi á, thì vì cái sự mà viêm nó tiết dịch ra quá nhiều như vậy, nó làm cho cái màng trao đổi khí của mình, đây cái màng trao đổi khí của mình nó bắt đầu dày cui lên, dịch không à, thì sao mình oxy trao đổi khí được, gọi đúng là tràn dịch màng phổi đó hả thầy? Không phải, cái này khác nha, cái màng phổi của mình ở chỗ khác, còn cái này là thuộc cái vùng gọi là cái vùng nhu mô phổi ha. Đây để em chỉ rồi. Covid nó cũng chỗ này hả thầy? Đúng rồi, Covid nó cũng cả cũng giống như vậy ha. À, mình học thì mình học thêm bệnh này bệnh kia vậy nó mới vui ha, còn mà nói sầm nó sao nó chi tiết ngày chi cái kia không ha. À, đây là cái vùng, đây là anh chị ha, cái vùng ở trong này nè, đây cái này nè, mình gọi nó là nhu mô phổi, còn cái này mới là cái màng phổi nè, cái khoang này là khoang màng phổi nè ha, vừa là giữa lá thành và lá tạng, nó có một cái khoang này gọi là cái khoang màng phổi. Khoang màng phổi này bình thường anh chị, đây là cái phổi bình thường nè, nó chứa một cái lớp dịch, nhưng mà cái lớp dịch của nó rất là ít thôi. À, để làm chi vậy? À, để làm chi? Khi mà trong quá trình của mình hô hấp á, thì cái lá thành và lá tạng nó sẽ chạm lên nhau đúng chưa? Cái lớp dịch này nó sẽ giúp làm giảm cái sự ma sát của hai cái màng phổi khi mà mình hít thở vô, hít vào thở ra. Nha. Rồi. Hít vào và thở ra. Rồi, nhưng mà một cái bệnh gì đó nó lại gây nên hiện tượng gọi là tràn dịch màng phổi hoặc là tràn khí màng phổi, thì cái khoang này nó mới đầu bự lên. Và anh chị thấy nè, cái bệnh này á, nó sẽ làm sao, cái nhu mô phổi của mình nó bị đè ép lại nhỏ xíu luôn. Cái hiện tượng này gọi là hiện tượng xẹp phổi, và những cái hiện tượng này nó sẽ làm cho cái quá trình trao đổi khí của mình nó cũng giảm. À, cái phổi bình thường nó bự thì nó mới trao đổi đủ không khí để mình sử dụng, bây giờ nó xẹp lên luôn rồi à, thì nó không đủ không khí để mà mình sử dụng, được chưa? Rồi quay lại cái bên cái viêm phổi anh chị ha. Đó, thì những cái dịch của mình nó sẽ chảy từ bên trong cái mạch máu, nó chảy vào cái khoảng kẽ, nó làm cho cái màng trao đổi khí của mình trở nên nó dày lên, và không khí sao? Không khí nó sẽ làm sao ạ? Không đi ra được. Không trao đổi được, mình trao đổi khí không được thì sao? À. Suy hô hấp. Đúng rồi. Đúng rồi, trao đổi khí không được thì giảm oxy máu và gây hiện tượng gọi là suy hô hấp, mình sẽ rất là khó thở. Rồi những cái con vi trùng vi khuẩn đồ đó nó sẽ gây bệnh như cái thiên vị đó, nó làm cho mình giải thích được cái hiện tượng khó thở là như vậy đó ha. Mình giải thích được cái hiện tượng khó thở là như vậy. Rồi hồi nãy em nói là cái anh chị cái hệ miễn dịch của mình khi mà mình còn trẻ thì nó khỏe mạnh. Rồi vậy anh chị nghĩ mà anh chị gặp một cái người mà 20 tuổi bị viêm phổi, anh chị nghĩ bệnh gì? Hai chục tuổi tự nhiên ta bị viêm phổi đúng không? Hồi nãy em nói làm sao, cái bệnh viêm phổi á, thường thường gây bệnh cho những cái đứa trẻ nhỏ hơn 5 tuổi hoặc là quá già lớn hơn 50 tuổi đi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên gặp một cái người ta bị mới 20 tuổi à, mà ông nào này ông bị viêm phổi nghĩ gì? Hút thuốc hả thầy? Hút thuốc hả? Hút thuốc lá là đơn giản quá. Bị lây nhiễm. Bị gì? Hít khói bụi, làm việc hít khói bụi và... Suy nghĩ tới cái chữ miễn dịch thôi, suy nghĩ tới cái chữ miễn dịch rồi. Đó là cái gì? Suy giảm miễn dịch. Ờ, rồi nghĩ bệnh gì ai? HIV rồi thiền. Nhớ nghe anh chị, nhớ nghe
nhỏ hơn 40 tuổi ít khi mà người ta bị viêm phổi lắm nghe. Anh chị mà nhỏ hơn hai anh chị mà đi khám bệnh á, anh chị mà nghe cái phổi gột 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 á, mà nhỏ hơn hai chị, nhỏ hơn 40 tuổi á, là anh chị nghi ngờ viêm phổi đúng không? Viêm phổi mà khoảng 20 tuổi là coi chừng đó nghe. 20 tuổi là coi chừng bị HIV đó. À. Rồi. Cái dấu hiệu mà thứ hai đó là cái gì? Là cái thực quản của người ta, cái thực quản bình thường cái mình nhiễm vi trùng virus đầu còn nhiễm được ha, mình trẻ khỏe cái hệ miễn dịch mạnh là không bao giờ bị nhiễm nấm, mà cái miệng của mấy đứa bị HIV với cái thực quản của mấy đứa bị HIV á nấm không à anh chị. Anh chị mà thấy những cái dấu hiệu nhiễm nấm này ha, rồi là coi chừng HIV đó nha, là anh chị cẩn thận nha. Anh chị nào quá ha. Rồi bữa nay không cho cái quyền ấy. À, thầy ơi. Dạ dạ em nghe ạ. À, thầy sẵn nói luôn cái vụ phổi ứ nước luôn thầy. Phổi ứ nước hả? Rồi ok, phổi ứ nước luôn ha. Phổi ứ nước á, mình dùng cái từ đó thì nó không có anh chị nào tắt mấy chị mèo. Thầy nhắc đi thầy, chị Thị Thảo thầy. Mình bạn ấy chắc bạn không nghe rồi đó, mới không tắt cái gì đó coi bạn coi có hình má em bé bé kìa. Thầy tắt mic giùm luôn đi. Có cơm không? Thằng Thảo, Minh Thảo á. Nếu mà nói về cái nhạc đường đầu đó phải không? Rồi cái bệnh mà phổi ứ nước á anh chị, cái bệnh phổi ứ nước á anh chị dùng cái từ nó không có đúng, anh chị phải dùng cái từ gọi cái từ phù phổi cấp à, tức là nó tụ dịch ở trong cái dung môi phổi của mình. Là từ thường á, cái nguyên nhân mà thường gặp nhất á anh chị là do cái tình trạng suy tim, được chưa? Cái tình trạng suy tim. Rồi anh chị. Rồi nói đến cái bệnh phù phổi cấp ha, nói đến phù phổi cấp. À thì thường cái nguyên nhân của cái phù phổi cấp á là do những cái tình, ví dụ một cái trường, em ví dụ một cái trường hợp nó dễ hiểu nhất cho anh chị ha, là những cái trường hợp ví dụ như là người ta bị suy tim, à thì người ta có thể bị cái phù phổi cấp. Anh chị nghĩ coi, khi mà suy tim tức là mất cái chức năng tim. À mà thường thường á là bên tắc cái bên tim mà bị mà ảnh hưởng nhiều á là bên tim trái á. Bên tim trái khi mà bị suy tim trái thì chuyện gì xảy ra? Cái tim của mình nó có nhiệm vụ gì? Máu không bơm được lên phổi á, không có. Trái tim của mình bên cái thắt trái á là nó bơm máu ra đâu? Lên phổi á. Thắt trái. Bơm máu lên động mạch chủ. Đón máu. Đúng rồi. Bên thắt trái á, là nó sẽ bơm máu ra đầu mạch chủ để mà đi ra các mạch máu ở ngoài vi ha, đúng chưa? Rồi bây giờ cái tim của mình nó bị suy rồi, tức là cái bơm máu cái chức năng bơm của mình nó bơm không có được nữa thì sao ạ? Nó sẽ bị ứ ngược lại, ứ ngược dòng. Máu của mình từ thắt trái nó ứ lại nhĩ trái lên, ứ ngược lên đâu? Tĩnh mạch. Ứ lên ngược lên bốn cái tĩnh mạch phổi của mình, đúng chưa? Ứ lại bốn cái tĩnh mạch phổi của mình, nó sẽ ứ máu lại đâu rồi? Đây, tới đây. Rồi, ứ máu lên bốn cái tĩnh mạch phổi của mình. Rồi, cái dịch của mình nó sẽ bắt đầu. Đó, nó sẽ bắt đầu ứ dịch lại những cái mao mạch phổi, những cái giường mao mạch phổi của mình. Anh chị thấy chưa? Ứ máu lại những giường cái mà những giường mao mạch phổi của mình. Khi mà máu nó ứ lại những cái giường mao mạch phổi thì sao ạ? Ứ nó máu lại những cái giường mao mạch phổi. Đây là cái phế nang của mình nè. Đây là cái phế nang, đây là cái mạch máu của mình. Rồi bây giờ cái máu của mình bình thường thì nó đi theo chuyện gì? Đúng chưa? Vì cái tuần hoàn mà anh chị hiểu được cái chữ tuần hoàn là nó sẽ
đi 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 tới đi cài dòng như vậy liên tục. Nhưng bây giờ nó bị ứ lại rồi, nó ứ ngược dòng như vậy lại. À vậy tại chỗ này nó sẽ tạo một cái lực, gọi là cái lực đó gọi là áp suất thị tĩnh, gọi là tăng áp suất thị tĩnh lên. Khi mà áp suất thị tĩnh của mình tăng lên thì sao? Những cái máu của mình bình thường nó sẽ đi theo bên trong cái mạch máu đúng chưa? Nhưng khi nó ứ dịch ngược lại, nó tăng lên cái áp suất thị tĩnh thì máu của mình, những cái dịch ở trong cái mạch máu của mình nó sẽ đi theo cái chiều như thế này nè, nó đi như cái chiều như vậy nè. Đó, nó đi theo cái chiều ngang. Nó thoát qua những cái mạch máu của mình. Nó đi theo chiều ngang như thế này. Những cái dịch đó nó sẽ chảy vào đâu? Nó chảy vào bên trong các phế nang của mình. Anh chị thấy những nó chảy vào bên trong các phế nang không? Đó, nó làm cho cái phế nang của mình dịch không đó, gọi là mình nhân gian gọi là phổi ứ nước đó. Nó là như vậy đó. Rồi khi mà cái phế nang của mình nó dịch không thì sao? Cái màng trao đổi khí của mình sao ạ? Không có thông thoáng gì hết. Nó dày lên, nó không có thông thoáng. Không khí của mình nó sẽ khó trao đổi. Không khí của mình nó sẽ khó trao đổi. Oxy và CO2 của mình nó sẽ khó đi ra đi vô, gây nên cái bệnh gọi là tình trạng khó thở, gây nên tình trạng gọi là suy hô hấp. Đó, vậy đó ha, cái bệnh đó gọi là cái bệnh phù phổi cấp đó, phù phổi cấp do tim đó, nó là như vậy. Bệnh thầy ơi cho em. Dạ dạ. À, vậy cứ hỏi ạ. Thầy cho em hỏi, đã banh về mà đi tắm liền dễ bị tràn dịch màng phổi hả thầy? Nó chưa, đó chưa nghe, nó chưa nghe. Ta banh về ha. Ý là cái đối tượng đó thường gặp hơn hay sao ta? Thường gặp hơn. Thầy dục theo về xong rồi đi tắm ngay á thầy. Em cũng đi đá banh gọi, giờ em cũng tắm liền. Chưa sao. À cái đó thì có thể là người ta theo dõi một số đối tượng thì nó tỷ lệ nó tăng cao. Nghe nó tối là bị phổi ứ. Sao mà bị tràn dịch màng phổi thầy? Có nhiều cái trường hợp gọi là tràn dịch màng phổi tự phát, tự nó tràn chứ không biết sao, cũng không có tìm được nguyên nhân. Thường thường người ta bị những cái con vi trùng, virus đó thì nó gây nên tình trạng tràn dịch màng phổi đúng không? Bị một số cái bệnh, ví dụ như là một số cái bệnh đầu tiên nè, suy tim cũng có thể gây tràn dịch màng phổi nè, nhiễm trùng ha, viêm phổi đồ đó, cũng có thể gây tràn dịch màng phổi, lao phổi, đặc biệt lao phổi nè, ung thư phổi nè, rất là nhiều bệnh. Những cái trường hợp đó là những cái trường hợp có nguyên nhân, nhưng mà vẫn có một số trường hợp mình tìm không được nguyên nhân của tràn dịch màng phổi này thì người ta chưa hiểu rõ được cái cơ chế mà tự nhiên mà nó gây tràn dịch màng phổi như vậy. Có thể cái chị nói là nó đúng, nhưng mà theo em đó giờ em đọc á, những cái nghiên cứu á, người ta ví dụ như người ta có làm nghiên cứu về là những cái đối tượng mà người ta tập thể dục thể thao rồi về tắm liền rồi đó, thì cái là có bị tràn dịch màng phổi dễ hơn người bình thường hay không thì là em chưa đọc được cái nghiên cứu đó có đó, cái chuyện đó có thể là như là người ta truyền miệng người ta nói như vậy, nhưng mà về cái mặt khoa học á thì người ta chưa thấy được không? Dạ dạ đúng rồi. Ví dụ dạ dạ em nghe. Thầy ơi, tôi có nghe nói là có cái bệnh phổi ứ nước thì có phải nó là tràn dịch màng phổi không ạ thầy? Phổi ứ nước hay gì? Phổi ứ nước hả? Phổi. Có phổi nghe nước có cái đó là cái từ nhân gian cho nên là em không biết là cái phổi ứ nước của mình nó nghĩa nó cái gì á. Cái nghĩa của nó là cái gì? Cái nghĩa của nó là tràn dịch màng phổi thì cũng có thể, cái hoặc là cái phổi ứ nước như là cái trường hợp phù phổi cấp thì cũng có thể. Nha. Xong rồi đó là ra ít nước là cái, có phải cái đó mà thầy? Cái gì? Hút nước ra hút được cả lít luôn á thì có phải là vậy là tràn dịch màng phổi rồi, vậy là tràn dịch màng phổi á. Dạ. Vâng, cảm ơn vậy thầy. Là tràn dịch màng phổi đúng rồi đó. Thầy ơi em hỏi thăm có một số người bệnh phổi xong rồi lại ảnh hưởng đến tim ấy thì không biết là cơ chế của nó như thế nào. Bị bệnh phổi, ví dụ mà phổi mà ảnh hưởng đến tim nhiều nhất đó anh chị thì là cái bệnh đó gọi là cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái bệnh đó gọi là cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, được chưa? Bệnh đó gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tức là cái ông đó đó ông hút thuốc vô, ông hút thuốc vô ngày nào ông cũng hút hết trơn á. Ông hút thuốc từ năm hai mấy tuổi rồi đó, ông hút tới cái năm khoảng 50 tuổi thì lúc này á, khi mà với cái việc hút thuốc như vậy á thì nó sẽ làm
cái đường dẫn khí của mình nó trở nên sơ quá, nó làm hẹp cái đường dẫn khí của mình ha, làm hẹp cái đường dẫn khí của mình, những cái phế nang của mình nó bắt đầu bị tổn thương, được chưa? Thì cái việc trao đổi khí, cái việc trao đổi khí ở một số cái nơi mà nó bị tổn thương á thì nó sẽ giảm xuống, được chưa? Mà cái phổi của mình nó rất là thông minh, ở chỗ nào á nó trao đổi khí tốt á thì cái mạch máu nó sẽ phát triển, ở chỗ nào mà cái việc trao đổi khí á nó không tốt á thì cái mạch máu của mình nó sẽ bắt đầu teo lại, được chưa? Ví dụ như vậy, cái mạch máu bình thường của mình là nó sẽ rộng rãi thoải mái như thế này, rộng rãi thoải mái như thế này, nhưng khi mà cái có một vùng phổi á nó trao đổi khí không tốt á thì sao cái mạch máu phổi nó sẽ bắt đầu teo lại, được chưa? Rồi nó sẽ bắt đầu hẹp lại, nó sẽ bắt đầu hẹp lại. Khi mà có những cái hiện tượng hẹp như thế này nè, nó sẽ làm một hiện tượng gọi là tăng áp phổi. Tăng áp phổi, được chưa? Tăng áp phổi thì cái chuyện gì xảy ra? Tăng áp phổi thì chuyện gì xảy ra? Tăng áp phổi, tăng áp phổi thì là anh chị nghĩ ơi là cái tăng áp phổi thì chuyện gì xảy ra? Giống như là tăng huyết áp vậy đó. Bây giờ tăng huyết áp là bên trái phải không? Tăng áp phổi thì là bên phải. Tăng bên phải, tăng huyết áp thì là bên phải. Thì cái tim phải của mình nó làm sao ạ? Nó muốn thắng được cái lực và mà ở một cái người bị tăng áp phổi thì sao? Dậy lên. Nó dùng một cái lực mạnh hơn, đúng chưa? Nó cần một cái lực mạnh hơn, bên tim phải của mình bây giờ cần một cái lực mạnh hơn để mà bơm cái máu lên trên phổi, do cái hiện tượng gọi là hiện tượng tăng áp phổi. Lâu ngày thì sao? Cơ tim nó to, cơ phổi nó to ra. Cơ tim, tim phải, tim phải của mình, tim phải của mình nó sẽ trở nên dày lên, nó lớn lên. Dày lên, nó lớn lên và máu chứa là suy tim. Cuối cùng là suy tim, cuối cùng gọi là suy tim phải. Thường cái bệnh đó thì người thường ha, là đó là một trong các cơ chế gây tình trạng, gây là cái phổi ảnh hưởng đến cái tim là như vậy, là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng mà sao hỏi sâu quá vậy, mới học giải phẫu sinh lý mà hỏi mấy câu đó thì sao hiểu được, phải học mấy cái bệnh đó mới biết được. Có anh chị nào quắn cái đầu hết hiểu gì không? Thầy ơi, cho em hỏi cái phù phổi này á. Dạ là tại vì em có người nhà là mất đột ngột, thì khi mà khi giờ người ta khám nghiệm mà thì người ta nói là bị phù phổi, thì trước đó thì cũng rất là bất ngờ, tại vì trước đó cũng không có bị không có nói chung là bệnh nhân không có đi khám gì hết trơn á, thì mất đột ngột thì bác sĩ nói phù phổi thì em không biết trong cái giai đoạn thì có nghĩa là người ta bắt đầu người ta bị suy từ lúc suy tim cho tới mất đó thầy, thì là nó sẽ có một cái thời gian trước đó hay là tự nhiên trong lúc đột ngột mình mất đi, giống như cái dạng mà người ta hay gọi đột quỵ sao thầy, nó cũng hơi rồi yeah. Nếu mà khám nghiệm ra cái phù phổi á thì em có thể giải thích như thế này cho chị ha. Thì cái trường hợp mà phù phổi cấp hồi nãy em nói sơ sơ chị hiểu được phải không, hiểu được phải không? Thì đó là một cái quá trình diễn tiến mạng tính, nhưng có những cái trường hợp người ta diễn tiến cấp tính chị, diễn tiến cấp tính ví dụ như là người ta bị gì, bị nhồi máu cơ tim. Làm tự nhiên nhồi máu cơ tim thì chỉ biết mà cái bệnh đó thì nó sẽ xảy ra rất là nhanh chóng. Là bệnh đó là sao, là một cái mạch máu để mà nuôi cái phổi của mình, để mà nuôi trái tim của mình á, là mạch vành á, nó tắc một cách đột ngột thì sao nguyên một cái vùng của trái tim lớn á, nguyên một cái vùng lớn của trái tim nó không có máu để nuôi thì sao, những cái tế bào cơ tim nó bắt đầu hoại tử, những cái tế bào cơ tim nó bắt đầu chết vì những cái chức năng tim á nó mất đi một cách đột ngột, được chưa? Thì nó mất đi một cách đột ngột thì chuyện gì sẽ ra, nó ứ dịch ngược dòng lại giống như hồi nãy em nói vậy đó, mà làm sao nó ứ dịch một cách đột ngột, thậm chí là nếu mà tình trạng suy tim mà mãn tính từ từ nó diễn tiến từ từ cái phổi mình có thể thích nghi được, nhưng mà những cái trường hợp cấp tính ví dụ như là nhồi máu cơ tim nào đó, nó xảy ra một cái, một là trong vòng mấy tiếng đồng hồ là gọi là phù phổi cấp là chết veo luôn ha. Dạ. em thì em không có khám bệnh đó cho nên là em không có nói cụ thể cho chị lần sau được, nhưng mà chị có nhiều nguyên nhân như vậy ha. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi rồi tiếp tục ha. Rồi anh chị cần nhớ giùm em ha, nhớ giùm em là một số cái này nữa.
Rồi đây là cái phổi của mình ha, thì phổi của mình ăn biết mình có hai cái phổi, phổi phải và phổi trái, đúng chưa? Phổi phải và phổi trái. Rồi mỗi cái phổi nó sẽ có cái gì? À đây là một cái đỉnh phổi, một cái đáy phổi, một đỉnh phổi, một đáy phổi. À hai mặt hai bờ, được chưa? Hai mặt hai bờ, hai mặt hai bờ. Bờ này gọi là bờ dưới. À cái bờ này nè. Mỗi phổi nó sẽ có một đỉnh, một đáy, hai mặt, hai bờ. Đây là đỉnh phổi. Đây là đáy phổi. Ở dưới là đáy phổi, đúng chưa? Rồi đây là cái bờ. Bờ mà ở dưới gọi là bờ dưới. À, cái bờ thứ hai. Bờ này gọi là bờ trước ha. Rồi hai mặt. Một mặt gọi là mặt sườn, một mặt gọi là mặt trung thất. Được chưa? Cái mặt một mặt sườn và một mặt trung thất. Mặt sườn tại vì sao kêu bằng mặt sườn? Tại vì nó tiếp giáp với xương sườn thì mình kêu nó mặt sườn. Mặt này sao ạ? Nó tiếp giáp với cái gì? Mặt này với cái phổi á. Đây là cái phổi phải nè, đây là cái mặt sườn của phổi phải, đây là cái mặt trung thất của cái phổi phải. Rồi anh chị mặt ở ngoài kêu bằng mặt sườn tại vì nó tiếp giáp với xương sườn. Ở trong này nó tiếp giáp cái gì với cái gì ạ? Ở vùng này nè, anh chị nghĩ là nó tiếp giáp với cái gì? Tim. Tiếp giáp với tim. Đúng rồi, nó tiếp giáp với tim, cho nên mình kêu cái mặt này mình gọi nó là cái mặt trung thất ha. Rồi ở đây anh chị nhìn rõ hơn nè ha. Rồi ở trên này, cái vùng trên này thì mình gọi nó là đỉnh phổi nè, cái vùng ở dưới này mình gọi nó là đáy phổi nè. Rồi cái mặt, cái bờ, bây giờ cái bờ này nè, cái bờ này nè anh chị, theo cái đường vẽ em nè ha, theo cái bờ này nè, bờ gì, cái này bờ gì, bờ hoành, bờ dưới không, bờ dưới ha, người ta kêu bằng bờ dưới, được chưa? Bờ là sao? Bờ là hai cái mặt ghép lại thì thành cái bờ thôi chứ có gì đâu. Hai hoặc ba cái mặt ghép lại thành cái bờ. Bờ này ở dưới này, ở dưới thì mình kêu nó là bờ dưới. Rồi. Cái bờ này gọi là bờ gì? Bờ này nè, cái bờ bên này nè. Bờ bên. Này, trước. Bờ trước. Trước đây đây, nó là cái bờ này nè. Bờ này ha, cái phổi của mình nó nghiêng, cái phần này nó nghiêng hơi về phía trước cho nên mình kêu cái này là bờ trước. Mà thật sự nó khó quá anh chị ơi, bây giờ nếu mà có một cái mô hình 3D cái mình kê mình làm cái một mà nhìn là hiểu liền. Còn này ha, anh chị phải tưởng tượng khó nhiều chỗ ha. Thì cái chỗ này nè, thì anh chị nhớ giùm em ha, cái bài này gọi là cái bài trước. Rồi ở dưới này thì mình gọi là cái bài dưới ha, ở dưới này gọi là cái bài dưới. Rồi tiếp tục. Rồi làm sao để mình phân biệt giữa cái phổi phải và phổi trái? Phổi phải thì mình sẽ có hai cái rãnh, được chưa? Hai cái khe. Bên phổi trái thì nó chỉ có một cái khe thôi. Đó là cái đặc điểm để mình phân biệt chỉ cái phổi phải và phổi trái. Phổi phải có hai cái khe, vậy cái phổi phải của mình nó chia ra làm mấy thùy? Hồi nãy mình học cái phân thôi. Hồi nãy ba mình thùy. Học ba thùy, chính xác. Rồi, dựa vào hai cái khe này, mình sẽ chia cái phổi phải của mình ra làm ba thùy. Thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Được chưa? Thùy trên, thùy giữa và thùy dưới dựa vào hai cái khe. Khe này gọi là khe ngang, còn khe này gọi là khe dập khe chết ha, nó chết ngang xéo nè, nó là khe chết ha. Rồi ha, khe chết với khe ngang chia cái phổi ra làm ba thùy, thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Rồi anh chị cần học giùm em các phân thùy của cái này, được chưa? Các phân thùy làm sao nè, mỗi cái thùy nè anh chị thấy không, nó sẽ cứ thiệu một cái màu khác nhau nè ha. Rồi ở vậy là ở cái thùy trên này mình thấy được là ba cái phân thùy: phân thùy đỉnh, phân thùy trước và phân thùy sau. Được chưa? Phân thùy đỉnh, phân thùy trước, phân thùy sau. Anh chị muốn đầy đủ điểm á, thì cần phải nhớ được, cần phải ghi được một cái cú pháp như sau. Ví dụ một cái cú pháp như sau thì là mới đầy đủ điểm. Phân thùy đỉnh, thùy trên. Phổi này là phổi gì? Phổi phải. Phổi phải. Đầy đủ cú pháp. Đó thầy ơi, thầy ghi luôn vậy đi thầy ạ. Chứ không bọn em vẽ không kịp. Rồi, phân thùy đỉnh thì trên, phân thùy đỉnh thì trên phải. Rồi, phân thùy này là phân thùy. Phân thùy. Phân thùy gì? Phân thùy trước. Phân thùy trước thì trên. Thùy trên phải. Phân thùy. Phân thùy sau thì trên phải. Phân thùy sau thì trên phải. Anh chị nhớ đừng có nhớ thuộc lòng ha. Cái bờ này, tại vì cái bờ này nè, cái bờ này nó kêu cái bờ trước nè, đúng chưa? Cho nên cái thùy này mình gọi là thùy trước ha. Vậy thì có thùy trước rồi, vậy là cái này là thùy sau, được chưa? Còn ở trên này thì nó là cái đỉnh phổi thì mình kêu là thùy đỉnh thôi, được chưa?
cái này nó gần gần cái bài trước, cho nên mình kêu cái thùy này, cái phân thùy này gọi là phân thùy trước, được chưa? Phân thùy đỉnh, phân thùy trước, thì còn lại là phân thùy sau. Đó, ha. Rồi tiếp theo nữa là mình đi đến cái thùy giữa. Thùy giữa thì nó nằm giữa cái khe ngang và cái khe chết, ha, là này nè. Rồi nó sẽ có hai phân thùy. Phân thùy này gọi là phân thùy trong hay ngoài? Trong. Phân thùy trong, được chưa? Tại vì cái mặt này nè, nó quay về phía trước, nó quay ra phía trước và quay về bên trong, ha. Cho nên cái này gọi là phân thùy trong. Đây là phân thùy ngoài. Phân thùy ngoài, ok. Vậy là phân thùy trong thì trên, phân thùy trong thì giữa phải, phân thùy ngoài thì giữa phải, được chưa? Rồi đây là cái gì? Đây là tiếp theo nữa mình đi đến cái thùy gọi là cái thùy dưới, ha. Đây là cái thùy dưới. Thùy dưới của mình á thì nó sẽ có tổng cộng là năm, tổng cộng là năm phân thùy, được chưa? Phân thùy dưới này gọi là phân thùy trên. Rồi cái mẹo dưới này, ngoài cái phân thùy trên ra, tất cả những cái phân thùy còn lại của cái thùy dưới nó đều có cái chữ đáy vô. Nhớ cái chữ, bỏ cái chữ đáy, bỏ cái chữ đáy vô. Các em xem. Rồi bỏ cái chữ đáy vô nha, bỏ cái chữ đáy. Rồi mình có bốn cái đáy. Đáy trước, đáy ngoài, đáy sau, đáy trong, được chưa? Vậy tóm lại cái phân thùy dưới, cái thùy dưới của mình có năm phân thùy: phân thùy trên, phân thùy đáy trước, đáy ngoài, đáy sau và đáy trong. Đây nè, đáy trước nè, đáy ngoài nè, đáy sau nè, đáy trong nè, thùy trên nè, đúng chưa? Thùy trên ha. Rồi cái này là gì? Cái này là gì? Cái màu cam này là gì? Bên này là gì nào chị? Phân thùy trong hay ngoài, được chưa? Phân thùy trong thì giữa phải ha. Rồi đây, phân thùy đỉnh thì trên phải, phân thùy trước, phân thùy sau. Rồi nhớ giùm em ha. Rồi nói tóm lại, thầy học cái hình này, học giùm em ha, học cái hình này học giùm em là học các phân thùy. Chỉ vô đâu thì chỉ các phân thùy, thêm hai cái khe nữa là xong. Mình có hai cái khe và có các phân thùy, được chưa? Rồi nhắc lại, để phân biệt được cái phải, mình cần có hai cái khe. Cái phải nó sẽ có hai cái khe, khe ngang và khe chết. Khe chết, khe ngang và khe chết chia cái phổi mình ra làm ba thùy. Nói lại trang em nói vậy đó, ba thùy. Thì trên, thì giữa, thì dưới, thì trên thì nó có ba phân thùy: phân thùy đỉnh, phân thùy trước, phân thùy sau. Thì giữa thì nó sẽ có hai phân thùy: phân thùy trong, phân thùy ngoài. Thì dưới thì nó sẽ có năm phân thùy: phân thùy trên, phân thùy đáy trước, đáy ngoài, đáy sau và đáy trong. Rồi vậy là xong, được chưa? Rồi nhớ, rồi cái mặt này mình kêu nó là mặt gì? Mặt này mình kêu nó là mặt gì? Mặt trung thắt. Ở mặt trung thắt nó có một cái cấu trúc gọi là cái rốn phổi, được chưa? Cái rốn phổi. Rồi hai cái mạch máu mà nó màu đỏ thì nó là động mạch hay tĩnh mạch? Tĩnh mạch. Hai cái tĩnh mạch phổi, được chưa? Tĩnh mạch phổi trên phải, tĩnh mạch phổi dưới phải. Rồi bên này là cái động mạch, đúng chưa? Động mạch thì là động mạch phổi phải thôi ha. Rồi đây là cái gì? Rồi đây là cái gì? Một cái chút bự hơn. Đây là cái gì? Một cái đường dẫn khí đi vào cái phổi. Phế quản. Phế quản gì? Phế quản gì? Phế quản phổi phải. Phế quản phổi phải. Ok, trả lời gì? Ok luôn. Phế quản phổi phải đi cho nó dễ ha. Phế quản phổi phải. Phế quản gì? Phế quản. Ủa mà phế quản. Phế quản. Phế quản thùy hay phế quản chính? Chính. Phế quản chính phải. Chính phải. Rồi vậy nhớ em, ở cái mặt trung thắt có một cái cấu trúc gọi là cái rốn phổi. Ở đây nó có cái mạch máu và có cái đường đi của cái khí quản, được chưa? Hai cái màu đỏ là gì? Là tĩnh mạch phổi. Tĩnh mạch phổi trên phải và tĩnh mạch phổi dưới phải. Một cái động mạch màu xanh thì nó là động mạch phổi phải. Và cuối cùng là một cái đường dẫn khí là phế quản chính phải. Rồi vậy là xong, được chưa? Rồi học tương tự như vậy cho em ở cái phổi trái. Tại sao người ta chia làm phân thùy gì chia cho mình học cho vào nên vậy?
Tại vì anh chị mấy cái nhà phẫu thuật á, mấy cái nhà phẫu thuật á thì người ta thì có những cái bệnh nhân bị ung thư ha, bị ung thư người ta bị có một chỗ anh chị ha, bị có một vùng mà người ta phải phân chia vùng ra như vậy. Tại vì sao người ta phân chia ra được vùng như vậy? Tại những cái cấu trúc mạch máu á nó đi theo những cái vùng như thế này ha, thì người ta chia vùng ra như thế này để mà người ta cắt khu trú được một cái vùng, chứ không thôi là người ta dẹp lên mẹ luôn cái phổi ha, hiểu chưa? Thì người ta phân chia như vậy để mà mai mốt mình làm bác sĩ phẫu thuật á, người ta sẽ ha, người ta sẽ chia vùng như vậy để mà người ta khu trú cái tổn thương. À, ông này ở bị ung thư phổi ở cái thùy đỉnh thì trên phổi phải, được chưa? Thì người ta có thể là người ta phẫu thuật cái vùng này thôi ha, đó là ý nghĩa của cái việc mà phân chia vùng như vậy. Rồi tiếp theo là cái phổi trái thì cũng vậy, phổi trái cũng y chang vậy thôi, cũng một đỉnh nè, một đáy nè, một đỉnh một đáy nè, bờ này gọi là bờ dưới, bờ này gọi là trước, bờ trước thôi chứ có gì đâu. Rồi vậy là cái mặt này là mặt gì, mặt đó là mặt gì, mặt này gọi là mặt sườn, phổi không tiếp giáp với xương ức ha, cho nên không kêu mặt ức, mặt này kêu mặt sườn ha, mặt sườn, xương sườn kêu mặt sườn. Rồi vậy là mặt này mặt gì, mặt trung thắt. Ok, mặt trung thắt thì sao, nó có cái gì? Rốn phổi. Có rốn phổi, tại cái rốn phổi thì nó sẽ có hai cái mạch máu màu đỏ kêu là tĩnh mạch phổi trên. Trên trái. Tĩnh mạch phổi dưới trái. Rồi đây là động mạch phổi nè. Rồi còn đây là khí quản. Phế quản chính trái. Rồi vậy ha. Rồi cái phổi trái của mình nó có hai cái đặc điểm mà mình nhận dạng. Thứ nhất là nó chỉ có một cái khe duy nhất, cái khe này kêu là khe chết. Rồi cái phổi của mình á, hai bên á nó không có cân bằng với nhau đâu ha. Cái trái tim của mình á thì nó nằm hơi xích về bên trái một chút xíu, cho nên nó sẽ đè ép vô cái phổi trái. Rồi sau khi mà mình lấy trái tim ra nó để lại một cái khuyết này kêu là khuyết tim, được chưa? Cái khuyết này gọi là cái khuyết tim. Rồi và nó sẽ tạo ra một cấu trúc như là cái thùy, gọi là cái thùy lưỡi ha, nhưng mà kệ nó ha. Rồi vậy mình có hai chỗ nhận dạng, thứ nhất là một khe duy nhất nè là khe chết, thứ hai là có cái khuyết gọi là khuyết tim, mình sẽ nhận dạng được phổi này là phổi trái, được chưa thầy ơi? Chưa? Thầy ơi, thế cái phổi trái nó có nhỏ hơn phổi phải không thầy? Nhỏ hơn một chút xíu, không đáng kể. Tại vì sao? Tại vì cái trái tim của mình đó, nó nằm hơi xích về bên trái một chút xíu, được chưa? Cho nên cái phổi trái của mình nó mắc một vùng vậy đó. Rồi không đáng kể nha, cái không đáng kể nha, chứ không phải là nhiều lắm nha, không đáng quan tâm. Rồi cảm ơn thầy. Rồi vậy là cái thùy này mình có, thùy này mình kêu là thùy gì? Thùy, bây giờ thùy nghe chưa tới phân thùy nha, thùy thôi, thùy gì? Thùy trên. Đúng rồi, nhớ cái cây khí phế quản không? Phế quản chính trái đó nó chia làm hai phế quản thùy, phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới. Phế quản thùy dưới, được chưa? Phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới. Rồi phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới ha. Rồi bây giờ mình đi học tới thùy trên nè. Thùy trên thì anh chị thấy nè, nó có bốn phân thùy, được chưa? Rồi phân thùy đỉnh và phân thùy sau của cái phổi trái á, nó không có tách ra được, cho nên mình gọi chung nó không có tách ra được cho nên mình gọi chung cái màu đỏ này nè, phân thùy đỉnh sau, được chưa? Phân thùy đỉnh sau, phân thùy này gọi phân thùy gì? Phân thùy trước, được chưa? Phân thùy trước. Rồi phân thùy này gọi là phân thùy lưỡi trên, phân thùy này gọi là phân thùy lưỡi dưới, được chưa? Vùng này nhớ cái thùy lưỡi không? Thì ở trên thì kêu lưỡi trên, ở dưới thì kêu lưỡi dưới thôi ha. Phân thùy lưỡi trên, phân thùy lưỡi dưới ha. Rồi vậy là cái thùy trên mình sẽ có bốn phân thùy đỉnh sau, phân thùy trước, phân thùy lưỡi trên và phân thùy lưỡi dưới. Rồi tiếp theo nữa, ở cái thùy dưới của mình thì nó sẽ có bao nhiêu? Nó sẽ có tổng cộng là 4, nó ít hơn so với là bên phải nha. Là tại vì sao? Anh chị thấy nè, phân thùy đây chỗ này mình bên cái phổi mà bên phải á, thì chỗ này gọi là
đáy gì, đáy gì, đáy trước, đáy trước. À, anh chị thấy màu vàng nè, màu vàng đúng chưa? Rồi ở phía sau này nó cũng màu vàng nè. Rồi vậy là ở ở này á, ở bên phải phải á thì nó là trong. Đáy đáy trong đúng chưa? Đáy trong. Rồi vậy là anh chị thấy được là đáy trước với là đáy trong nó hợp lại với nhau. Rồi cho nên mình có ít hơn một phân thùy so với là bên phải phải. Mình gọi chung cái này là phân thùy đáy trước trong. Rồi ở trên này cũng hợp lại nè. Mình gọi là phân thùy gì nè? Phân thùy gì? Đỉnh gì? Đỉnh sau. Phân thùy đỉnh sau, được chưa? Rồi, vậy tóm lại cái thùy dưới của mình nè. Đây là gì? Phân thùy trên, thùy dưới, phải trái, phân thùy đỉnh. Phân thùy đáy trước trong, thùy dưới, phải trái, phân thùy đáy ngoài thì dưới phổi trái và phân thùy đáy sau thì dưới phổi trái, được chưa? Rồi có nhiều thôi ha. Tóm lại phổi trái mình nhớ cái gì, phổi trái mình nhớ cái gì, nhớ giùm em là phổi trái nó có hai cấu trúc nhận dạng. Thứ nhất là cái khe chết, thứ hai là cái khuyết tim, được chưa? Rồi khe chết này sẽ chia cái phổi trái ra làm hai thùy, thùy trên và thùy dưới. Thùy trên sẽ bao gồm là phân thùy đáy, phân thùy đỉnh sau, phân thùy trước, phân thị lưỡi trên và phân thị lưỡi dưới. Rồi thì dưới thì nó sẽ bao gồm bốn phân thị: phân thị trên, phân thị đáy trước trong, phân thị đáy ngoài và phân thị gì nữa không, hết rồi đúng không? Đâu có đáy sau. Phân thị đáy sau đúng chưa? Phân thị đáy sau. Rồi vậy là hết rồi đó ha, không có phân thị đáy trong nha. Bên phải trái thì mình sẽ có cái đáy trong ha, đáy trong. Rồi bài vậy là hết hơn chứ anh chị. Nhớ thì mềm những cái cấu trúc giải phẫu thôi ha. Rồi anh chị sẽ nghỉ ngơi giùm em là khoảng 15 phút ha. Anh chị 15 phút ha. Mình sẽ thi khoảng 10 câu thôi ha anh chị. Mình sẽ thi khoảng 10 câu thôi. Rồi chuẩn bị chuyển nha. Rồi hình số 2 ạ. Hình số 2 có 3 chi tiết. Gan rồi thì dưng rồi. Này, gan rồi, cái hộp này đông hơn. Cho cơ hội, hôm nay con mẹ lưu lại tin nhắn là cho cơ hội này nhé. Chị Yến ơi, tắt mic đi. Sao mẹ còn nước à? Mẹ tắt rồi mà, sao mẹ vậy? Ôi nhiều khi mình tay ướt bấm nó trượt á, mình cứ tưởng nó ăn rồi mà nó không ăn đấy bạn ạ. Rồi sắp chuyển nha, sắp chuyển một hình tiếp theo. 15 giây nữa. Rồi. Rồi. Hình này chỉ có một chi tiết thôi.
Kiến thức số 7. Ghi đầy đủ là phân thùy gì, phổi gì. Ủa mọi người ơi, thầy cho bài kiểm tra chưa? Đang làm đấy chị ạ. Ôi thế à? Bỏ mẹ. Chỗ nào đấy các bạn ơi? Các em ơi. Trên màn hình đó chị. Trên màn hình nhá, chỉ vào cái số nào mình trả lời cái chữ đó là được. Ờ, chị cảm ơn. Bạn, ơi, mình không có nghe, bạn có thể nhắc lại không? Làm kiểm tra ở đâu bạn? Trên cái hình nhá, người ta chỉ vào cái số nào thì bạn trả lời và cái tên của nó là được. Cảm ơn bạn. Rồi, tiếp tục. Trời ơi, không học bài, không có thi được luôn, chán ghê. Rồi, qua chi tiết số 8 nha. Có thay đồ luôn, mặc đồ này về luôn. Rồi, chuyển qua chi tiết số 9 nha. Rồi, mọi người ghi phân thùy gì, phổi gì giùm em nha. Đi đẹp hả? Sụn quá. Ra mọi người đỡ đoạn sự nghe. Nguyễn Thị Ngọc Ánh bắt mất đi. Mau phạm ta được. Mau bạn ơi. Mau lên ảnh ơi. Rồi. Rồi. Cuối cùng chưa? Chi tiết số 10 anh chị. Rồi, chi tiết số 10 nha. Cuối cùng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh xăm bắt mít vậy. Ủa mình có mở mít đâu. Rồi hết rồi nha. Rồi mình cùng nhau dò đáp án ha anh chị. Rồi số 1 là gì anh chị ơi? Tĩnh mạch cảnh trong phải. Ok, tĩnh mạch cảnh trong ha, tĩnh mạch cảnh trong động mạch. Ủa sao em không thấy cái hình thầy ơi? Ủa sao không thấy? Mọi người khác thao không thấy hả? Dạ thấy mà. Thấy thầy, thầy ơi. Có chụp hùng nở không thầy hay chỉ dò đó thầy? Hả? Dò thôi. Dò ha, tĩnh mạch cảnh trong. Phải. Ok. Rồi, số 2 là gì ạ? Tĩnh mạch phổi trên trái. Ok. Rồi, số 3 là gì ạ? Tĩnh mạch cánh tay đầu trái. Cánh tay đầu trái.
Rồi nhớ giùm em ha, động mạch thì không có nha, động mạch thì chỉ có một thôi, thân động mạch cánh tay đầu, còn tĩnh mạch thì nhớ có tĩnh mạch thân, tĩnh mạch cánh tay đầu trái và thân tĩnh mạch cánh tay phải, theo đầu phải nha. Rồi số 4 là gì ạ? Dây tĩnh mạch thì là vòng sụn. Rồi, chỗ này á, thực ra anh chị Thi ghi giùm em cái được cái khí quản là được rồi nha, ghi giùm em được cái khí quản thôi. Rồi, rồi, rồi. Cái khí phế quản. Cái phế quản rồi, rồi nếu mà biết thì biết, thì biết thêm ha, cái này vòng sụn nè, cái này dây chằng vòng khí quản ha, rồi cái lớp này là cái lớp niêm mạc nè, ha, cái lớp niêm mạc của khí quản, rồi, rồi số 5 là gì ạ? Phế quản chính trái dễ lọt gì bật vô nhiều ha. Phải dễ lọt hơn rồi. Rồi phải quản chính phải dễ lọt hơn ha. Rồi rồi chia tới số 6 là gì ạ? Phải quản thì trên. Phải quản thì trên. Phải. Phải phải. Rồi ok, quá chính xác. Rồi số 7 là gì ạ? Thì trên sau. Phân thì trên. Thì trước phải phải. Thì trên thì trước phải phải. Phân thì trước thì phân thì trên thì trước phải phải. Phân trước thì trên phổi phải. Đúng rồi, phân thì trước các bạn ơi. Thì trên. Thì trên trước thế này. Phổi phải, phân thì trước, thì trên. Phân thì nhỏ hơn thì, đúng không? Phân thì trước, thì trên, phổi phải, được chưa? Rồi, số 8 là gì ạ? Tĩnh mạch trên phổi phải. Phổi. Động mạch phổi phải. Động mạch, động mạch. Động mạch hay tĩnh mạch? Động mạch phổi. Động mạch. Động mạch. Động mạch màu xanh là động mạch nha. Phổi ngược lại với ngoài. Động mạch phổi. Phải. Ok. Động mạch phải. Rồi. Số 9 là gì ạ? Đấy. Trước thì dưới. Dưới trái. Phân thì lưỡi dưới. Không không. Đập phân thì giùm em thôi. Đập phân thì thôi. Phân thì lưỡi dưới. Phổi trái. Đấy. Lưỡi dưới. Phổi trái. Ba bóp đừng có đọc đỉnh đỉnh đáy vậy nha, đỉnh đáy thì giờ mình học để biết thêm thôi. Ba bóp chỉ vô thì nhớ đọc phân thì giùm em, phân thì. Đấy, trước thì lưỡi dưới, phân thì lưỡi dưới, phân thì lưỡi dưới thì phổi trái. Thì gì bây giờ thì gì chứ đó? Thì trên phổi trái. Phổi trái, ok, chính xác. Phân thì lưỡi dưới thì trên phổi trái nha. Rồi, tiếp theo nữa, số 10 là gì ạ? Thì dưới trên phổi trái. Phân thì đáy. Phân thì trước. Phân thì đáy gì? Đấy chứ. Ở dưới đáy sau. Đáy sau của đáy dưới phổi trái. Phân thì đáy gì? Đáy trước trong. Đáy sau. Đáy trước trong phổi trái. Màu cam này nè, màu cam thì này dưới. Nè. Mới là thì sau nè. Phân thì sau, phân thì đáy sau. Màu cam là phân thủy đáy sau, còn màu vàng này là phân thủy đáy trước trong ha, do đáy trước với đáy trước với đáy trong của cái thằng phổi trái đó, nó hợp lại với nhau nha, phân thủy đáy trước trong. Thì gì? Phân thủy đáy trước trong gì? Thì dưới phổi trái. Phổi trái. Rồi, chính xác nha. Rồi, đó là đáp án hết ha. Rồi, có cần em gửi này cho anh chị không? Hay là khỏi? Gửi dạ, thì thầy gửi thầy có thầy rồi dạ, rồi thầy chi tiết luôn thầy. Dạ dạ rồi. Thi thì trang gì đó ha, không có khó gì hết trơn á, có chi tiết gì thôi, mà thậm chí còn dễ hơn nữa là thi là có cho trắc nghiệm ABCD rồi cái là chọn đáp án gì thôi, rất là dễ nha. Thi là thì chị gắng lấy điểm hết nha, tại vì cho dễ hơn nữa thầy nhá. Rồi yên tâm. Dạ cảm ơn thầy. Anh chị nói thầy lấy điểm cao nha. Cái bên cái bài lý thuyết là em không có kiểm soát được đâu đó, cho nên là anh chị nào gớt thì gắn thấy rất là đáng tiếc nha. Rồi. Rồi bữa nay cũng gần hết giờ. Rồi. Một hồi em sẽ gửi ha. Vậy thôi thầy hôm nay mình thầy ơi, lý thuyết với thực hành chung luôn hả? Hả? Lý thuyết với lại thực hành hình đó là chung một lần luôn hả thầy? Trả lời xong bây giờ. Thi thực hành á là cái bữa cuối cùng mình học á là sẽ thi với em luôn, được chưa? Rồi còn cái môn lý thuyết á, còn cái lý thuyết á là sẽ có một cái bài kiểm tra và bên trường sẽ tổ chức thi cho anh chị sau cái bữa cuối cùng, thời gian thì bên trường sẽ thông báo sau.
Thầy ơi cho em hỏi là cái câu lý thuyết của đề thi á thầy là mình học ở trong đề cương của thầy hết đúng không thầy? Chính xác 100% trong đề cương, không có bất kỳ chữ nào ngoài. Dạ. Ờ nhưng mà dạ, làm được, nhưng mà làm được thôi. Online hay offline vậy thầy? Của hả? Trường tổ chức. Thì của trường tổ chức là thi online hay offline vậy? À, em nghe nói là online đó chị. Dạ cảm ơn thầy. Lý thuyết mày, cũng nào mình học lên thực hành thầy. Hả? Nào mình học thực hành. Đây mình là thực hành nè, đang học nè. Mình thi lý thuyết với thực hành là trắc nghiệm luôn á thầy. Đúng rồi, thi tự luận em không có gánh đâu cháu. Dạ. em là biết đó chị ơi, em đâu gánh giống như tôi. Thầy ơi. Thi lý thuyết với thực hành chung một buổi hay là hai lần thầy? Thi một lần hay hai lần thầy? Trời ơi, cháu tôi câu này hay là hỏi lần thứ ba chị ơi. Thi hai lần chị ơi. Hai lần rồi rồi vậy mình kết thúc ở đây bữa nay ha. Anh chị có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể nhắn tin lên nhóm đây mà.